Tượng Vua Đẹp Phụng Tấn xin chào tất cả các quý anh chị. Hôm nay Tượng Vua Đẹp Phụng Tấn xin giới thiệu tới tất cả quý anh chị tác phẩm Thiền Thư được chế tác bằng chất liệu gỗ Ngọc Am nguyên khối và đã được bên em đánh qua sáp ong và được các nghệ nhân bên em thao tác thủ công 100%. Như các quý anh chị đã biết thì Thiền Thư giúp gia chủ cầu tài cầu lộc từ những đứng trên và đặc biệt hơn là được chế tác bằng loại gỗ Ngọc Am. Loại gỗ có hai đặc trưng rất hai điểm đặc trưng rất đặc trưng, đó là rất thơm và ngọc. Gỗ Ngọc Am là một trong hai loại gỗ có thể tạo ra thuyết pha lê, nên là khi gỗ Ngọc Am có độ ẩm nhất định thì trên bề mặt gỗ đấy nó sẽ xuất hiện những cái cánh tuyết rất là nhỏ, tuyết nhỏ, và khi soi đèn vào thì nó sẽ ánh lên một cổ vòng rất là đặc sắc. Và tác phẩm này bên em thì có chiều cao là 30, ngang 43 và sau đó 60. Sau đó em sẽ quay sát hơn để cho các quý anh chị có thể nhìn thưởng lãm được một cách rõ nhất và chi tiết nhất về tác phẩm thiền thư bên em. Em xin làm quay một vòng. Các bác thấy những cái đường đục bên em của các bác nghệ nhân nó rất là mượt mà và rất là đẹp. Vâng, tác phẩm mà bên em này đang được giao lưu với các bác là với mức giá là 2.900.000. Mức giá này đã bao cả gồm cả phí vận chuyển. Vậy nên là bác nào quan tâm đến sản phẩm và muốn sở hữu tác phẩm này thì hãy liên hệ cho chúng em qua số điện thoại Zalo là 0389889968. Và sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Em xin chào các bác.